Được rồi, coi như chấp một game đấy có làm sao đâu. Chấp cho nó một game thôi anh em ạ. Lớn rồi, tôi xét ít thôi. Trận này tôi làm 2 cây MP5 boxing luôn thì mấy ông này chỉ có nước gọi là tắt điện thôi. Anh mới là hồ bố mày cái. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikẹo.vn. Shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay, và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu. Nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn. Hà Nội lạnh quá mọi người ơi. Vậy yo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái vòng quay để chúng ta sẽ lấy cái skin súng mới nhất luôn. Mình không nhớ nó tên là gì nữa, nhưng mà chúng ta sẽ đến với vòng quay vũ khí đi. MP5 Boxing. Ôi nhìn mày. Tóc tai tôi trông ngáo quá nhờ câu nhỉ. Chờ xíu nhá. Đi hành răng rửa mặt xong rồi vô quay anh em nhá. Sĩ quay trở lại rồi nhá cả nhà. Đánh răng rửa mặt xong cái trông tự tin đẹp trai hơn không? Quá là đẹp trai luôn. Kiểu hôm nay tôi tự nhiên tôi thấy tôi đẹp trai hơn nữa. Các bạn đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo thì các bạn hãy nhớ nhấn nút like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho Kẹo nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Sĩ Kẹo, bởi vì là Kẹo sắp đạt 2 triệu subscriber rồi. Đó, đây rồi. MP5 Boxing nhỉ. Thôi, vẫn theo cái cách mà Kẹo hay quay, còn nhiều kim cương lắm, 32k kim cương cơ, nên là chúng ta sẽ quay kiểu. Cái này vé 1 à? Sorry, Kẹo hơi nhầm xíu, chúng ta sẽ quay cái này. Ra nào. Lên. Yeah, chúc mừng. Thật kìa, đi ra ngoài. Yeah, chúng ta chúc mừng đến với cây súng MP5 Boxing tuyệt vời anh em ạ. Rồi nhá. Ui, nãy 33k quay nhẹ nhàng mất mẹ 5k kim cương. Ui, sáng ra mất cụ 1 triệu đồng. À, đánh giá một chút đi. Về cây MP5 Boxing này thì chỉ số của cây súng này, đấy là sát thương tăng thêm 2, tốc độ thay đạn giảm đi 1, là một điều mình không thích rồi. Nhưng mà thôi, nhiều tiền mà, mua để chứng tỏ mình đại gia mà anh em. Trông tôi giống hot boy Hàn Quốc không? Súng này có vẻ quá xịn sò rồi, nhưng mà thôi. Nào. Test cái chỉ số sát thương của MP5 nhá. Boxing, MP5 Boxing. Wow. Biết là nó có xịn hay không thôi. À quên nhỉ, cái tên mới của Sĩ Kẹo là Phó Đà Huynh. Thật ra tôi tính đặt tên là Phó Đà Sư Huynh, tức là Sư Huynh Đá Phò. Ôi chờ xíu ơi, tí mua MP5 test cho anh em nha. Yeah, nhớ sell. Chứ bây giờ thế phải cầm lục vậy bọn này. Yên tâm đi, bọn này trình độ bắn của Sĩ Kẹo tăng cao rồi, anh em không phải lo. Well, đâu nhỉ? Wow, làm nào tôi có thể tìm thấy một thằng nào đấy, nhưng mà ở đây lại... À đây. Sao cái phiên bản Free Framework nó hơi bị giật nhỉ? Là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Bố mày nhớn mày đấy ạ. Ui, Dương Đông kích tay à? Dương Đông kích cái quần què mày. Đủ má, thôi. Cái mèo. Sợ bẫy chưa? Nó gài bẫy mình. Sẽ ra hai thằng nó vả cho tí đai. Ui, đù má chúng mày. Chúng nó chơi kiểu này. Cái bíp gì đây? Ra đây, cái bíp gì đây? Mẹ mày. Ngon lắm con dài ạ. Ngon lắm con dài vỡ mẹ đầu. Oh hell no. Chán các bạn quá rồi, không hiểu các bạn suy nghĩ cái gì nữa. Và chúng ta đến với một cây MP5 Boxing. Yo. Đây rồi. Cho anh em xem nhá, xịn không. Úi dồi ôi, quả tay hỏa quyền của tôi nữa thì nó ở cái tầm chất. Dạ. Đi. Tìm mình 3 thằng đít cụ wifi à? Bố mày lại, chúng mày. Sao ở đây nó hiện đít? Ở đây nó hiện đít wifi không? Nếu hiểu, kiểu game, vãi cả game, thật. Váng đầu lắm. Dạ, yeah, tôi cũng tranh thủ. Là có cái con pet gì ấy, quên mẹ tên rồi, nó tặng cho mình một cỏ bóng keo, đáng lẽ mình nên mua thêm nhưng mà mình quên. Ở đéo gì nữa. Chơi mấy thằng này thì cần gì. Ui rồi. Uầy, thật sự là MP5 Boxing lên đam bắn rất sướng anh em. Ui. Thôi rồi này. MP5 Boxing. Wow. Yeah.
lên đao bắn rất là sướng đối với cái MP5 boxing nha. Thế này thì mình nghĩ là nếu mà so sánh là 5.000 kim cương để quay ra cái skin súng này, nó vẫn rất là xứng đáng MP5 boxing này vào trong tử chiến bắn bá đạo vãi trưởng ra. Bởi vì thì nó là một cây súng chúng ta có thể linh động bắn xa bắn gần này, nó ở cái khoảng cách nào cũng có thể bắn ok ấy. Sướng vãi, sướng vãi. Thằng kia bị điên à? Mày cái đéo hiểu sao mấy thằng đồng đội tôi bị điên vãi. Tình của cao đâu. Ui rồi, ui rồi. Bắn tầm xa nha, rất tốt với đam di chỉ 11-12 nha. Ui, ui 13 luôn cũng được. Rất nhanh nữa với cái tốc độ súng này. Ui rồi, ui rồi. Thật sự là anh em xem cái tốc độ đạn bay thì phải nói là vãi trưởng chưa. Vãi trưởng chưa. Kia lòi thêm cái đầu ra nữa thôi thì nó sắc qua nhà bà định anh em. Có mà chơi, có mà chơi xịn. Úi dồi ôi, đừng bạn ơi. Xị cho một quả liệu thì chết cứng. Chạy nhanh. Oh baby, a triple. Thêm một kill, thêm một kill, thêm một kill nữa. Qua đặc kill, qua đặc kill, qua đặc kill, qua đặc kill nào. Ngồi đấy mà chờ. Nào. À, hay lắm. Yeah. Qua đặc kill. Ui dồi ôi, phải nói một cái MP5 này bắn rất là sướng. MP5 boxing anh em ạ. Yeah, và chúng ta còn chưa kể đấy là cái MP5 này trông ngầu và hai cả trưởng ra luôn ấy. Uầy, tuyệt vời. Yeah, thái lòng beat beat beat. Thế thì nói thật với anh em là cái trận game tử chiến này nó cực kỳ là dễ chơi mà. Không hề khó chơi một chút nào đâu. Yo, 30 rồi. Mình nghĩ rằng mình có nên nhường mấy cái bạn kia không, nhưng mà thôi. Hay là bạn sợ? Thôi anh em ạ, kết liễu luôn, không cần nói nhiều nhá. Và bạn nào xem đến thời điểm này các bạn vẫn chưa nhấn like thì hãy nhấn nút like và chia sẻ nhá. Chia sẻ video để ủng hộ cho Sĩ Kẹo. Và đừng quên đăng ký kênh. Ui, đù. Anh đừng làm gì em cả. Mẹ mày nhờ đấy. Ui, chúng nó chơi ba. Thế phải sorry anh em một xíu, chúng ta không để vội được. Chúng chơi bạn. Ui, vãi, chơi 4 luôn à. Vãi. Thôi. Ui, thôi. Đùa thế thôi. Oh my god. Kiểu, chóng mặt quá. Thôi, không sao. Thật sự là trong cái pha vừa rồi Kẹo hơi vội một chút xíu. Được rồi, coi như chấp một game đi, có làm sao đâu. Chấp cho nó một game thôi anh em ạ. Đớn rồi, có phép ít thôi. Trận này tôi làm 2 cây MP5 boxing luôn thì mấy ông này chỉ có nước gọi là tắt điện thôi. Anh mà làm hộ bố mày cái. Đi nghe. Nào. Úi dồi, đừng. Tôi biết thừa không rồi, tôi không bắn vội đâu. Mình có phải tiếp cận cho nó gần một xíu đã. Thôi nãy là hơi sơ suất nên là. Chứ bây giờ các bạn tuổi gì với mình? Các bạn tuổi gì với mình? Bắn lẻ từng thằng một thì các bạn không cửa. Các bạn không có cửa. Làm sao thằng nào nữa? Bên này đúng không? Giỏi. Hay. Giỏi lắm. Giỏi này. Phó đạo huynh hết sao? Booyah. Yeah. Anh em ơi, nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Kẹo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Wow. Yeah. Và bây giờ thì hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Yeah.